thầy cô để có thể tạo ra một cái đề kiểm tra mà chúng ta có thể trộn được thành nhiều đề. Thì đầu tiên thầy cô vào học liệu, thầy cô vào bài kiểm tra. Ở góc bên phải phía trên của màn hình thì cô chọn thêm mới. Thầy cô có thể đặt cái tên bài kiểm tra, ví dụ như là kiểm tra 15 phút. Ở đây nó có thể tạo đề từ ma trận, tạo đề từ PDF, tạo đề từ nhập tay. Em chọn tạo đề từ nhập tay. Phương thức điểm 10. Hình thức làm bài trực tuyến. Hình thức tổ chức thầy cô thể chọn tập trung hoặc phân tán tùy theo thầy cô. Khối. Chọn khối, chọn môn. Rồi thời gian nộp bài 15 phút. Tối thiểu nộp bài có thể cho 10 phút khi nó làm xong cho nó nộp. Cấu hình nâng cao. Ở đây thầy cô có thể đặt mật khẩu làm bài. Nếu thầy cô đặt mật khẩu làm bài thì thầy cô cho mật khẩu học sinh nó mới có thể làm bài được. Không có mật khẩu nó không làm bài được. Còn nếu không đặt thì cô bỏ trống. Kiểu hiển thị em có thể cho là lần lượt từng câu hoặc danh sách. Hiển thị điểm cho từng câu hỏi. Thầy chọn không hiển thị làm tròn. Rồi cấu hình trộn đề, đổi thứ tự đáp án. Cô check nha. Cấu hình xem lại bài làm thì cô có thể cho xem hoặc không. Cấu hình xem đáp án em cho nó xem sau khi nó kết thúc cái bài kiểm tra. Nghĩa là sau khi mà kết thúc luôn bài kiểm tra chứ không phải là nộp bài xem liền. Đây là nếu thì cô check qua đây là nó nộp bài nó xem liền. Số lần cảnh báo ở đây thì cô có thể tự đặt, có nghĩa là nó chuyển cửa sổ khi nó làm bài bao nhiêu lần. Ví dụ đang lập lại 3 lần. Rồi cái phần định dạng đề thì cô có thể rẽ mặc định. Đến phần thêm câu hỏi đây. Ở đây thì cô có thể thêm câu hỏi bằng tay trực tiếp trên cái nền này, hoặc thêm từ Excel, hoặc thêm từ Word. Đối với những cái môn mà làm bài mà không có công thức toán học thì em sẽ thêm bằng Excel. Thì cô lấy mẫu, lấy cái file mẫu về nhấn vô, nó sẽ tải xuống một cái file import file mẫu ở đây. Thì cô mở cái file mẫu lên dàn Excel. Đây là file mẫu. Thì cột thứ nhất nó là số thứ tự của câu. Cột thứ hai là câu hỏi. Cột thứ ba là cái đáp án. Và cột thứ tư là lời giải. Tiếp theo, cột thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám là những cái đáp án của câu hỏi. Thì em sẽ mở một cái câu hỏi như thế này. Đây, quý vị copy câu hỏi qua. Đây em đặt đây là 2. Rồi, đây sẽ là cái đáp án. Đáp án em có thể để sau. Rồi em chép án đáp án trả lời nè. Dán vô đáp án A. Dù đây là đáp án B. Copy dán này cô. Rồi dán vô cột thứ hai thì cô cứ để vô cái cột thứ hai, dữ liệu nó hiện ở đây. Bên Excel nó hiển thị thấy nó chồng chồng lên chứ nó có ô khác nhau. Đây, thứ ba. Cô dán vô. Thứ tư. Rồi thì cô dán vô. Rồi em đã chép vô bốn cái câu trả lời. Phương án trả lời bây giờ ví dụ câu phương án 2 là đáp án đúng. Thì ở bên đây em sẽ gõ vô 2 là đáp án. Còn ở đây là lời giải thì cô có thể chép cái lời giải thì cô dán qua đi. Sau này cho học sinh nó xem cái lời giải. Còn không bỏ trống cũng được. Lời tương tự như vậy thì cô chép vô. Em ví dụ em làm một số câu. Đó, ví dụ em 10 câu như thế này. Rồi. Phương án trả lời chỉ có 1 2 3 4 à.
là đáp án hay không. Rồi em giả sử đây là cái đề của em. Em sẽ save lại. Save ở đâu nhớ nha con. Google Desktop. Thư mục đề. Rồi save lại. Trở lại K12. Thì cái chỗ chọn file upload thì cô nhấn vô. Mình sẽ up cái file đề bằng Excel của mình nè. Desktop này thì cô đề nè. Đó, import file này lên. Nhấn vào thêm. Rồi, nó sẽ up lên đây 10 câu. Rồi thì cô xem ha. Thì cái câu đầu là cái câu mẫu của nó nè. Ta không xài, chúng ta nhấn vào thùng rác, chúng ta xóa bỏ đi. Xóa. Rồi. Đây là những cái câu hỏi của em. Có. Em đã up lên xong. Thay vì thầy cô gọi thì cô thêm bằng tay trên đây cũng được. Rồi, bây giờ tới bước này thì cô sẽ kéo xuống dưới. Có nút lưu thì cô nhấn vào lưu. Rồi, thì bây giờ tới cái thao tác đó là thao tác trộn đề. Thì cô kéo ở giữa đây. Tạo bộ đề. Chỗ này thì cô sẽ tạo cái bộ đề của thầy cô gồm bao nhiêu đề. Ví dụ em tạo thành 4 đề. Em nhấn vào tạo. Sau khi nó tạo xong thì cô xem có 4 đề này. 4 đề thì cô có thể click vào đây để thầy cô xem đề. Hoặc thầy cô click vào cái phiếu soi để thầy cô xem cái đáp án. Hay là thầy cô click vào in đề để thầy cô in cái đề. Đó. Đến đây là chúng ta đã tạo được cái bộ đề của mình gồm có 4 đề. Rồi bây giờ thì cô sẽ chỉ cần chúng ta có thể click vào bài kiểm tra, chúng ta xem lại cái đề ở đây ha. Bây giờ chỉ cần thì cô gắn vào thời khóa biểu nữa là học sinh có thể làm bài được. Đối với những bộ môn mà chúng ta soạn đề có công thức toán học và vẽ hình thì thầy cô không nhập từ Excel mà thầy cô chọn sao chép từ Word. Rồi ở phía dưới nó có download tại đây, đây là cái mẫu. Thì cô nhấn vào đó để download cái mẫu về thầy cô. Thì cô mở cái mẫu Word lên. Ở đây nó sẽ có nhiều cái loại câu hỏi trắc nghiệm. Thì thầy cô kéo xuống thì cô tìm ngay cái loại mình thường dùng, đó là lựa chọn một đáp án. Ở đây nó có nhiều cái mức độ như là mức nhận biết, mức thông hiểu vân vân. Em ví dụ em lấy một cái mức đó là nhận biết. Em cứ copy cái đoạn này. Copy cái đoạn này ra một cái trang mới để em làm. Rồi, thì ở trên đây sẽ là cái câu hỏi. Ở phía dưới này sẽ là những phương án trả lời và cái ký hiệu này sẽ là đáp án. Rồi, em có một cái đề toán ở đây. Ví dụ đây là câu hỏi, em sẽ copy câu hỏi và copy luôn cái hình. Rồi em copy từng phần nha. Câu hỏi trước. Em sẽ dán vào cái câu hỏi này. Rồi, ở giữa này sẽ là cái hình. Copy cái hình qua. Rồi đến phương án trả lời. Đây là như là câu A ha thầy cô. Thì cô cho nó ra đầu dòng. Mỗi một cái phương án thì cô cho nó một dòng. Nếu như cái phương án trả lời nó hơi dài. Rồi chúng ta sẽ copy từng phương án qua. Thank you.
Rồi, những cái thẻ thì cô giữ nguyên ha. Thì đây sẽ là cái đáp án cho cái bài tập này. Rồi, ví dụ em chép ra thành nhiều câu. Cái số câu thì không cần nha. Ví dụ đây là 3 câu. Rồi, bấm Ctrl A. Copy hết nguyên cái đề. Chúng ta trở lại K12. Đây là cái vùng mà chúng ta sẽ dán vào đây. Chúng ta sẽ dán vào đây thì cô bấm Ctrl V ha. Chúng ta sẽ dán cái đề vào. Đợi nó chút xíu. Đó. Thì lúc này chưa có xong nên thầy cô nó kêu thầy cô nhấn tiếp tục. Nhấn tiếp tục để lấy những cái ảnh lên. Thầy cô nhấn tiếp tục. Rồi tới đây thầy cô bấm Ctrl V. Sau đó thầy cô nhấn vào Open. Đó, nó sẽ load tất cả những cái hình của cái đề lên. Nó chưa đủ thì thầy cô cứ nhấn tiếp tục nữa. Rồi thì cô bấm Ctrl V. Thì cô bấm Open. Đó. Thì bây giờ cái đề toán của chúng ta nó đã lên như thế này. Thì cô nhấn vào thêm. Rồi, bây giờ câu hỏi đã được thêm vào đề thì cô có thể kiểm tra xem nha, được câu. Sau đó thì cô cũng nhấn vào lưu và đi tiến hành tạo chọn cái đề giống như bên Excel. Thì cô kéo xuống ngay cái bước tạo bộ đề thì cô có thể cho bao nhiêu đề đó thì cô nhấn vào tạo thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái đề và nó sẽ chọn luôn. Đây là 4 cái đề. Rồi. Thì cô thử làm ha.